mẹ đừng có làm phiền con nữa. Con đi về Việt Nam con ở chung với bạn con luôn. Aloha, never see you again. We are preparing for takeoff. Please fasten your seatbelt. Thank you. Chú ơi, chú xích bèo vô kìa chú. Chúng thôi cái tướng chú á, máy bay nó giật một quát á, chú bay lên ngồi chung với phi công luôn đó chú. Là gò gò cái dây này vô hả con? Đúng rồi, chú cài vô đi. Xích bèo mà. Có ơn con nha. Họ nói tiếng Anh tiếng U vậy chú nghe, chú không hiểu cái gì hết trơn luôn á con. Có ơn con nha. Ủa, con người Việt Nam hả? Ủa chú, tính ra nãy giờ con đang nói chuyện với chú bằng tiếng Việt Nam luôn đó chú. Á trời ơi, đó chú hỏi một cái câu hỏi hắn cũng vô tri quá chứ con. Nè, mà con qua bên Mỹ này lao chưa? Con hả? Con đẻ Mỹ, con đẻ Hawaii nè, chú thấy không? Cái váy đẹp á. Tên con là Kimberly. Berly hả? Chú hỏi con qua Mỹ lao chưa chứ đâu có đòi ăn cái Berly chi mô con. Trời con ơi. Chú thích ăn bơ dầm hơn. Chú ơi, tên con là tên tiếng Anh. Kimberly chứ ly bơ gì đây chú. Tiếng Anh. Chú cho chú dò được cái to chú lõn nữa con. Còn chú tên gì? Chú tên Ven. Ủa là chú thích lái xe Ven hay sao? Á bà ơi, Ven, V-E-N-N, Ven, Ven. Trời ơi chú ơi, Văn. Văn hả? Ven. Văn là ở trên thành phố. Họ mới kêu cái tên của chú rứa. Chứ ở dưới quê miền Trung của chú đó là họ nói ở đây nè. An không an, tét đèn đi ngủ, không tét đèn mũi cán nhan rang là như thế đó. Ủa rồi chú á, qua đây bao lâu rồi mà chú nói cái giọng gì kỳ, con khó nghe dễ sợ, không học tiếng Anh đi. Trời ơi, chú nói thiệt cho con biết, chú qua đây vì tương lo con có của chú thôi, chứ chú dò rồi mà hạt cái chi nữa con. Chú qua chú đi lò mấy cái chợ Việt Nam ở Hawaii đi nè. Rồi chú đâu càng học tiếng Anh tiếng U chi mô này. Mà đi lòm chú cũng được học hoa ba cao luôn á con. Rồi chú học được gì chú nói con nghe thử coi. Để chú nói con nghe. Có phở ô trời ơi là oh my god không? Trời đúng rồi chú. Đó. Rồi chú học được gì nữa? Xin chào, rất vui được gặp bọn là aloha, nice to meet you. Nice to meet you. Thì chú mới nói y chang nữa đó. Nice to meet you đó. Y chang nữa luôn. Này, mà chú ở cái xứ sở Hawaii á, giống Việt Nam mình con hỉ. Cái khí hậu, cái cảnh vật này tròn Việt Nam mình đó đó. Đỡ nhớ quê, mà ở đây á, chú nhận ra một điều. Chú nói thử con nghe có hợp lý không? Chú nói con nghe coi. Hawaii á, có khi là hắn của Việt Nam mình đó con. Trời ơi, liên quan gì vậy chú? Để chú giải thích cho nghe nè. Hawaii viết tiếng Anh rồi viết tiếng Việt ra á. Hawaii hiền hòa, Hawaii, Hawaii. Mà Hawaii là một cái vùng đổ mà hắn nằm rất là gần Hà Nội đó con. Là mình có thể bơi lội được qua Hòa Giang, mà mình có thể đi ngang được qua Hòa Tiên, mà mình có thể đâm xiên được qua Hà Bắc, rồi mình đi đường tét được qua Hòa Nam, rồi mình bu cái salon đi ra Hòa Tĩnh. Còn thấy hợp lý không? Giống không? Đúng hay cho ăn nhau luôn đó. Chú, con nói nha. Nói. Con tặng chú một thử hả? Chở chay. Đúng không? Sạm. Chú thích sạm luôn á. Trời ơi, đâu mà ra được cái địa lý kỳ cục vậy trời. Quá cái chữ xòm vô mặt chú mà mưa hà quán bay nguyên cái mặt chú luôn hả? Ủa chú có sao không chú? Tự nhiên cái mưa hà quán bay vô cái chú đau bụng ngon luôn á con. Chú có sao không? Đau quá. Này. Con đứng lại cho chú đi có không? Trời đi ơi chú ơi, mới vừa ngồi xuống luôn á, chú đi quá. Lẹ đi. Đau quá, này cho chú đi xí nghe con. Chú đi lẹ đi. Đau bụng quá. We are experiencing some turbulence. Please return to your seat and fasten your seat belt. Chú cho. Oh my god, Berly, cứu chú con. Ủa chú sao vậy chú? Cứu chú con ơi. Sao không? Cái này mặn lét kinh đó. Đau bụng quá. Đau bụng mà cái máy bay liền ót ghê đó trời. Chú cho ngồi coi. Nè con,
con chơi cái chi mà con lớn đâu mà con chơi kỳ cục rất con. Ủa nãy giờ con làm gì đâu chú? Chứ cái thay của con hắn to bự. Thay con sao? Con còn len chi cho cái máy bay hắn rung kinh đó con. Ủa con lắng hồi nào? Chứ họ tiếp viên họ mới nói cái chi mà to bự len đó. Trời ơi chú ơi, người ta là turbulence. Ủa lỡ chị? Trời ơi, là máy bay lúc mà nó nhiễu xuống nó vô cái máy đó, nó rung cái máy bay thôi. Ủa đó đâu hả? Ra mà cái gì mà lăn. Chú nói vậy là chú xúc phạm con đó nha chú. Ủa? Trời ơi, chú có tin không? Con lăn một phát thôi, chú người miền Trung, chú thành người miền cực lạc không chú? Kì cho cái miền cực lọt nó chú tới rồi. Có gì kì vậy? Nè, cái xứ Mỹ này là cái miền cực lọt đó. Xoán thức dậy đi lòm cực như con cao. Không biết tiếng Anh đi lòm á, đi lọt như con bò đi lọt đó đó. Là cái miền cực lọt này rồi chứ lỡ gì nữa. Bởi vì con nói chú xàm đúng rồi. Thôi, mà chừ nè, con tam sự với chú, đừng có nói chú nhiều chuyện nghe không. Nhưng mà con thấy chú nhiều chuyện thiệt. Hồi nọ con nói chuyện điện thoại với ba má con đang mà con nói cái chi mà nẹn lời vậy đó. Họ chọc con giận cái chi mà nẹn kinh đó con. Trời ơi, nè con kể chú nghe. Kể đi. Chuyện con mà gặp chúng con nữa. Con thích nhiều chuyện, con thích giật áo cho người ta xem lưng lắm chú. À chú cho, oh my god. Nè con vạch cái áo sau lưng thôi nghe. Chứ con mà con vạch cái áo ở trước chú len là chú xỉu á. Trời ơi, kỳ quá. Nè, không mà kể thì chú nhiều chuyện á. Kể chú tâm lý lắm chú nghe, chú son sẻ cho con. Trời ơi, con kể chú nghe, chú coi có hợp lý không. Nhà con á, có ba chị em à. Đồ ra nữa. Mà ba mẹ của con á, muốn chia tài sản đều hết cho ba đứa vậy đó. Ủa, bình thường mà con. Trời ơi, không có bình thường đâu chú, con nói chú. Trời ráng. Trời ơi, hai người chị của con á, tướng thì ốm nhơ, mắm nhách vậy đó. Mà chú nhìn để thay con coi. Coi chà bó luôn. Đúng rồi chú, trời ơi, phải bồi dưỡng nè. Rồi ăn nhiều vô, phải chia cho con nhiều hơn chứ. Con nặng hơn nè. À, chú cho, oh my god. Ý con á, là lần đầu tiên chú nghe mà đòi chia tài sản theo căn nạn á con. Ý con là cái đứa bồi nhiều ký hơn, đứa nó được nhiều tiền hơn. Đúng rồi, tại con phải ăn nhiều vô chứ chú. Nè, chú nói cho con nghe nè. Con đòi hỏi như rứa lẫn vô lý lắm con nghe. Con thấy bình thường. Con nghe lời chú nè. Chú là bậc làm cho là mẹ người Việt Nam mình rồi chú biết. Cho mẹ Việt Nam á, an không dám an nè, mẹt không dám mẹt. Bao nhiêu tiền bọt đó là để dành cho con có hết trơn á con. Chú nè, thằng con của chú nè, chú cực khổ chú đi nuôi hắn nè. Hắn lớn lại đi hạt xoa, hắn không về thăm chú. Mà chú có khi mô mà chú trách hờn hắn đâu. Chú vẫn luôn luôn yêu thương, bảo vệ, chăm sóc, tha thứ cho hắn. Ba mẹ con cũng y chang như chú nữa đó. Bởi đứa con suy nghĩ là sau này á, mà ổng bỏ, mà buồn quá rồi ổng bỏ đâm bệnh đó. Con có muốn làm cho ổng bỏ vui, ổng bỏ cũng đâu có vui được nữa, muộn rồi con. Nghe lời chú đi về chứ ba mẹ đi. Ba ơi ba, con nhớ ba quá ba. Trời ơi. Tự nhiên cái giật ngon chi nó làm tự cái máy bay nó rớt không á con. Trời không chú ơi, hình như là ổng đang làm mớ hay sao á. Trời ơi, làm mớ gì mà giật phót mà chẳng làm chú đau bụng lọ luôn con. Mà cái bụng chú yếu quá tiện. Chú có sao không? Ăn đau, vẫn đau lọ con. Không, không. Cho chú đi thêm xíu nữa hả? Ừ, đau. Trời ơi, chú đau, hoài đau đi thôi để, nè chú, để cho con ngồi chính giữa đi. Chú làm phiền con đứng lên đứng. Mày đùa vô đây ngồi hả? Ơ ừ. Mày thấy cái thằng này, mày thấy cái thằng này đẹp trò. Mày tính mày sắp xóp xóp vô mày bị đẹp. Chú kìa, đi xe đi. Ui dồi, đi chẳng. Ba ơi, con nhớ ba quá ba ơi. Ủa anh ơi, anh đang buồn chuyện gì vậy? Anh kể cho em nghe, anh dịch áo cho em xem lưng đi anh. Cái gì vậy má? Con đây đóng phim buồn luôn á, cho con đóng tròn vai đi. Cái gì mà dạch áo giờ này? Không, ý em nói á là anh đang buồn chuyện gì, anh tâm sự với em đi, em an ủi anh cho. Anh á, là anh thấy anh có lỗi với ba anh lắm luôn á. Ủa tại sao vậy? Tại á, anh đi học xa á, anh không có về thăm ba anh thường xuyên. Mà lúc mà ba anh bệnh nặng á, ba anh cũng giấu, không có cho anh biết. Rồi lúc mà ngày ba anh mất á, anh cũng không có về gặp mặt ba anh lần cuối nữa. Ủa mà tại sao ba anh bị mất vậy? Ba của anh á bị ung thư trực tràng, cho nên hay á bị những cái cơn đau bụng á quằn quại hành hạ ba anh dữ lắm. Ủa này ba anh đây hả? Ừ ba anh nè, thấy giống ba anh không, đẹp trai không? Ê chú Văn nè, nó chú Ven. Ủa sao em biết ba anh mà còn biết tên tiếng miền Trung của ba anh là Ven nữa? Trời ơi, nãy giờ em mấy chú Ven đang ngồi đây nói chuyện quá trời luôn mà anh đang nói gì vậy đâu mà mất.
Em nói sao chứ nãy giờ ghế mình kế bên là ghế trống mà, đâu có ai ngồi đâu. Trời ơi anh giỡn, cái này không được nha. Không được nha, cái này giỡn gì giỡn không được. Trời ơi chú nãy giờ ngồi tâm sự với em, chú mới đi restroom chút nữa chú về trở về lại giờ đó. Không, đúng, đúng là ba của anh ở trên cái máy bay này nè. Nhưng mà không phải ở khoang hành khách. Chứ đâu. Mà là ở khoang hành lý á. Tại vì á, anh đang đưa linh cữu của ba anh về Việt Nam nè. Đó là đúng theo tâm nguyện cuối cùng của ba anh luôn á. Tại vì á, 20 năm rồi ba của anh không có được về Việt Nam. Mà lần này là lần đầu cũng như lần cuối nữa. Chứ không lẽ. Thôi con hiểu rồi. Con cảm ơn chú đã cho con biết tình cảm gia đình là như thế nào. Con hứa con sẽ hiếu thảo với gia đình của con. Anh ơi, anh đừng có buồn nữa. Nếu mà em biết á, là anh không, em không biết là anh có tin về chuyện tâm linh hay không. Nhưng mà em biết, em mong là anh sẽ tin em cái lần này. Ba của anh lúc nào cũng ở bên cạnh anh, yêu thương anh và lo lắng và bảo vệ anh hết. Anh đừng có buồn nữa. Thiệt á em. Thiệt. Ba ơi, nếu mà ba có ở đây á, con cũng muốn gửi những lời này đến với ba của con. Con không quên năm tháng bao la tình cha, giang đôi tay ôm lấy con thơ vào lòng. Người là ánh sáng dọi đường con bước. Cha ơi mãi không quên tình cha. Chúc mừng em Hồng Quân cũng như hai bạn đã hoàn tất phần thi của mình. Nhưng mà cho anh được hỏi cái, trong cuộc thi The Next Comedian mà sao em lại chọn một tiểu phẩm có vẻ hơi cảm động như vậy? Dạ, cái thứ nhất là cái tiểu phẩm này nó thực chất thì nó xuất phát từ cái thực tế của chính gia đình ruột thịt của em. Dạ, okay. Thì là người ba của em hiện tại thì đang đấu tranh với căn bệnh ung thư. Thì đó là chính là cái tiền đề cho em viết ra cái tiểu phẩm này. Dạ, và khi em ngồi trên chuyến bay về Việt Nam để thăm ba em á, thì em nảy ra cái ý tưởng này là trên cái chuyến bay luôn. Bốn anh chị giám khảo giờ đứng hình, không có đưa mặt cười nào luôn. Vậy bây giờ anh cũng không biết hỏi sao. Thôi anh cho em cái quyền đó, em cứ chọn giám khảo nào em muốn hỏi ý kiến Dạ, thôi thì mình lady first đi anh ha. Dạ, dạ em xin phép em được chọn chị Hồng Đào trước. Mời chị Hồng Đào. Rồi, cảm ơn, ở đây nhiều lady lắm. Cái này phải chắc mãi nha. Đây là chương trình và tuyển lựa tài năng chứ không phải là chương trình dạch mặt nhau. Comedians mà. Đúng rồi, chị Đào chỉ là comedians, chị nói chơi cho vui thôi đúng không? Chị nói chơi cho vui. Dạ, chứ ở đây là chỉ có một lady và three men. Oh, two men and half. Trước tiên là chị cảm ơn Hồng Quân đã tặng chương trình, đó là trải diễn một cái tiểu phẩm rất là ý nghĩa. Vì cái này chị không biết nữa, nhưng mà có lẽ là tại vì nó rất hợp với gu chị. Bởi vì chị quan niệm thế này là cái ở ngoài cuộc đời nó phải có tiếng cười và có cả những giọt nước mắt nữa. Cho nên là cái chuyện mà comedians mà mình làm cho người ta cười là cũng tốt rồi, nhưng nếu mà trong tiếng cười đó nó có những giọt nước mắt thì nó thì với chị thì chị thích hơn. Không biết là mọi người thế nào, nhưng với chị thì chị thích hơn. Em cũng như vậy, em nghĩ rằng là hình như đây là cái tiết mục duy nhất bữa giờ là có thị nộ ai ố đầy đủ. Đúng rồi. Có lẽ là vì nó xuất phát từ những cái câu chuyện có thiệt mà mình đã trải qua, cho nên nó sẽ rất là dễ để làm cho tất cả mọi người xúc cảm cùng với em. Cái đó là kinh nghiệm của chị thôi. Cái gì mà mình đã từng trải qua, mình viết bằng tất cả những cái tấm lòng của mình thì sẽ dễ dàng đưa đến khán giả hơn. Đó là chị muốn nói về cái kịch bản, cái ý của kịch bản. Nó rất là hay, rất là tốt, và chị khuyên là Hồng Quân nên theo cái kiểu này, phát triển theo kiểu này. Và có thể đó là một trong những cái sở trường của em. Đó là mình nói về kịch bản nhé. Còn bây giờ mình đang nói về đường dây và diễn xuất của Hồng Quân. Như thế này nè, chị nghĩ là trên máy bay đó thì tại vì Hoài Tâm hoặc là chị hoặc là anh Đồng Sơn hay là Quang Lê là người đi travel rất rất là nhiều, cho nên cái chuyện mà trên máy bay nó có nhiều cái hỷ nộ ái ố lắm.
Chị nói thí dụ nha, bây giờ chị vẫn nói với mọi thí sinh là hoàn cảnh nó khắc nghiệt thì kịch tính nó mới xảy ra. Và khi em đặt mật bất cứ một câu chuyện nào, cho dù cái cốt truyện nó hay cỡ nào chăng nữa, thì em cũng phải nghĩ là ô, mâu thuẫn chỗ nào, kịch tính chỗ nào, và mình giải quyết mâu thuẫn ở chỗ nào. Đó, thì cái câu chuyện của em thì nó có được kết cuộc là kết cuộc bất ngờ, kết cuộc làm cho mọi người cảm động. Nhưng mà từ đầu câu chuyện cho đến cuối cùng thì chị vẫn chờ một cái gì đó xảy ra. Thì chị nói chẳng hạn như bây giờ nhá, bây giờ tại vì cái ba cái ghế nó quá xa xôi, đáng lý cái ba ghế phải sát vào với nhau, sát vừa với nhau. Chẳng hạn như bây giờ vô em ngồi ở giữa, là tại vì em không biết tiếng, em không biết gì hết, em ngồi lộn, chính ra là cái kim nó phải ngồi ở giữa. Em tưởng tượng hai người ngồi hai bên sát nhau, bộ tự nhiên một người tròn trịa vô ngồi phạch một cái là thấy hai người không thở được rồi. Thì đó, rồi cãi qua cãi lại, rồi ghế ê ghế bi, tiếng Anh tiếng yêu này nọ để mà đổi chỗ cho nhau, nó cũng có những cái vui. Cái đó là cái mâu thuẫn để mình giải quyết cho xong. Và thí dụ chẳng hạn như là bây giờ Hoàng Long ôm một cái hình ngủ gật. Thì thường tại vì chị đã từng bị nè, chị lên máy bay chị ngủ gật á, chị buồn ngủ á, chị dựa vào vai một cái ông Mỹ bên cạnh, chị ngủ suốt một chuyến bay luôn. Thì tỉnh dậy á, trời ơi, chảy Ken nhìn quá, ông xin lỗi ông, ok. Chị có chảy Ken á. Dạ, tại vì mình ngủ say quá mà, mình đi cả đêm ngủ, chị ngủ cả một, chị không biết gì vậy, trời xin lỗi ông quá trời luôn. Thì cái những cái đó chẳng hạn như là lòng nó có thể dựa vào, nó ngủ say mà cứ dựa vào, bắt đầu dựa vào vai, tại vì mình hài hước, mình có quyền sáng tạo hơn, rồi mình nó bật vô lòng thì Kim có thể nghĩ là ồ, hình như hai người này là couple, cho nó vui hơn để mình giải quyết này nọ hơn. Đó là mình muốn tìm những cái vui lúc đầu. Và ngay cả cái chuyện mà một cái mâu thuẫn là hai ba người ngồi chật mà em cứ đi toilet hoài, em bước ra em bước vô, nhiều khi Kim nó không cho ông bước qua đi thì nhảy tới nhảy lui nhảy qua lại lại, cái hành động nó sẽ làm cho nó vui hơn để giải quyết. Và ngay cả cái chuyện là cái ghế trống ở giữa, đến cuối cùng Long nó vẫn muốn ao cảnh, nó vẫn nó biết đây là cái bóng của bố mẹ, nó vẫn có thể nằm hay là nó ngồi lại cái ghế để hởi, để nhớ lại cái hương vị cái bố, hương, cái gì nào, cái mùi hương của cái bố, cái mùi của bố này kia nọ, mọi thứ. Thì cái ao cảnh, và ao cảnh chị nghĩ là cái lúc đó có thể là cái hồn của ông bố cứ luẩn quẩn ở trong cái khoang tàu rồi đang muốn chia tay, thì tự nhiên lại bảo lên cái là ông té giấm té dúi đằng sau, vẫn là ổng thôi. Đó, thí dụ chị nói là như thế để cho cái đoạn đầu nó vui hơn. Nhưng với chị thì đây là một kịch bản rất là tốt. Về mặt suy nghĩ, về mặt chủ đề. Cho nên chị sẽ cho tụi em một cái tăng cường. Chúc mừng em. Nên cố gắng vào cái phần vui vẻ và mâu thuẫn, giải quyết mâu thuẫn nhiều hơn. Rồi em chọn tiếp đi ạ. Dạ bây giờ xin phép em được chọn tiếp một người em nghĩ là chắc là đàn ông đó. Dạ thì đó là giám khảo Đồng Sơn. Ủa? Phải anh hả? Tại anh Sơn anh có khó tính hơn đi. Cho nên em muốn nghe những cái nó khó nhọc nhiều anh Sơn hơn. Ơi anh là chỉ còn đang trong cái gọi là nghi ngờ chắc nha. Chắc là dạ. Dạ anh là mới chắc là thế chứ em là em chắc lắm đó. Chào mừng ba em. Cái hình ảnh này đối với anh thấy nó quen lắm, tại vì cũng mới gần đây thôi trong cái cuộc thi The Nail Voice của anh tổ chức thì cũng ba đứa em đã có mặt trong cái vòng bán kết. Là khi đó Long là ca sĩ, còn hai em là phụ diễn. Thì anh rất là thích cái bạn bè giúp đỡ lẫn nhau như vậy, anh rất là yêu mến nha. Em dựa theo cái thực tế của em thì anh cũng kể với em một cái chuyện này nè. Anh đã từng có một cái tình trạng giống như cái vở kịch này của em. Anh đi qua nước ngoài, ok. Rồi xong anh nghe tin ba anh mất ở Việt Nam. Thế là em biết không, có như mình bỏ ngoài ra những cái drama đi. Thì có một lần anh gặp một người ca sĩ, mà ca sĩ cũng khá nổi tiếng. Gặp anh, khi xong anh nói chứ anh Sơn, em nói cho anh nghe cái này nha. Em thấy có ai đi theo anh. Cái nói trời, anh sợ quá, nói chứ ủa em, vậy là cái người đó làm sao. Nhưng mà anh đừng có lo, cái ông đó mặt hiền lắm, ông đi theo anh, ông giúp anh chứ không phải là ông làm gì anh đâu, anh đừng có lo. Thì trong đầu anh lúc đó anh chỉ nghĩ rằng người đó chính là ba anh, chứ không ai khác hết. Cái như là ba anh cũng lên ngồi máy bay giống như là em vậy đó, cũng đi qua Mỹ rồi đến phù hộ cho anh. Và bằng một thời gian sau anh gặp người ca sĩ đó, anh mới hỏi là cái người đó còn theo anh không. Cái ông nó nhìn anh hỏi, nói ông đi rồi. Cái kịch bản này của em làm cho anh coi mà anh gọi là anh nổi da gà.
Tại vì nó quá giống với cái tình trạng của anh. Tại vì nó gợi nhớ tới cái chuyện của anh hồi xưa, là anh rất là believe cái vấn đề là khi một người cha của mình hay là một người thân của mình mà mất đi, họ sẽ luôn theo mình để mà phù hộ cho mình, để mà giúp đỡ cho mình, với lại mong muốn mình có những cái cuộc sống tốt hơn. Thì anh cảm ơn em rất nhiều vì đã viết ra cái kịch bản này làm cho anh rất là xúc động. Và chỉ đó thôi, anh chưa nói tới cái tài năng của em. Em hôm nay em chứng minh cho anh thấy rằng là em có thể diễn được một vai trò khác, một cái hình ảnh khác mà anh đang rất mong muốn thấy từ em. Và anh rất trân trọng tặng em một cái cười. Wow. Em Hồng Quân. Và bây giờ em muốn chọn tới ai? Chắc dạ. Lắm chưa? Em nghĩ một cái người này chắc chắn là phải là đàn ông chính hiệu rồi anh. À, chính hiệu luôn. Mạnh mẽ lắm. Yeah. Anh nghĩ là ảnh mạnh mẽ tới mức mà cái hàm răng của ảnh có thể che nắng che mưa được cho rất nhiều người. Đó chính là anh Hoài Tâm. Người Hoài Tâm. Yeah. Cảm ơn em. Và dạ, anh cũng xác định với em một lần nữa. Và dạ, anh là một người đàn ông đích thật. Xác nhận hoài vậy. Không, dạ, tại bên lên sóng đó chị, mình giới tính mình phải phân biệt đích rõ ràng. Đích thực có nghĩa là chưa bơm, chưa gì phải không? Nó còn nguyên thủy. Còn trên sóng này thì chị cũng phải có công nhận một điều này. Đối với chị thì có thể là Hoài Tâm là một người đàn ông trong tất cả những người đàn ông mà chị biết. Trừ Đồng Sơn nha. Dạ, tại vì bạn ấy rất là giúp đỡ mọi người, nhất là giúp đỡ phụ nữ. Và có những cái thông cảm với những cái trắc trở của hay là những cái băn khoăn của mọi người, thì chị nghĩ rất ga lăng. Nhất là những người phụ nữ mà alone, cô đơn đồ này nọ. Tôi hết cô đơn rồi nha. Chấn động. Okay, lên sóng mình nổ vậy. Tuyên bố luôn hả? Em thấy chị Đào lên sóng chị phải nói thật để người ta biết ở dưới, nhớ không? Fan ở khắp mọi nơi thế giới người ta coi, người ta biết mình còn cô đơn, người ta mình kiểu như đang cần một bờ vai đồ này nọ, hiểu không? Chứ giờ tự nhiên mình nói không đúng chi rồi, bao nhiêu khi người ta thích người ta không dám tiến tới nữa làm sao? Cũng có khi là cái ông nữ mà hồi nãy chị kể về giữa cái vai lên ổng đó. Để cái ổng mà chị chảy nước miếng ke đó. Thì nói em nghĩ cái vụ chảy nước miếng ke, em tưởng đâu chỉ có mình em bị chảy nước miếng ke chứ. Mình ngủ say quá đó. Mà chị vừa ổng suốt nguyên một buổi luôn đó mà chị không biết đó. Rồi thôi tiếp. Ok, và nếu mà giờ trở lại với cái phần thi bán kết của Hồng Quân hôm nay. Anh cũng giống như chị Hồng Đào, vì về cái sở trường mà bi hài này á, thì chị Đào đã nói hết. Và anh cũng anh thích cái tiết mục của em là, thì vì thứ nhất hình như đây là cái tiết mục anh nói đó, từ đầu chương trình giờ anh có hỉ nộ ái ố rõ ràng. Như chị Đào đó, chỉ cần thêm những cái tiểu tiết nhỏ trên máy bay chẳng hạn, như là em bước choàng qua cô bạn này rồi hơi mới đổi vô trong, trước khi mới đổi vô trong ngồi rồi bắt đầu hơi ngay lúc đầu vô rồi phải dựa tới dựa lui, thì có thể là Kim vừa vô là nghĩ đến ui cái này là sugar daddy nè, này có giống như vậy, hai người là cậu trong LGBT, có những cái đó instead of mình chỉ có ngồi nói qua nói lại về những cái ngôn ngữ thôi thì nó chưa có đủ kịch tính. Nhưng anh nghĩ một tiểu phẩm rất là tuyệt vời cho cái vòng thi này luôn. Tại vì nó có đầy đủ. Em cũng có những yếu tố bất ngờ. Anh thích nhất là khi em nói là Hà Hoài đời chị quá, Hà Nội, Hà Bắc, Hà Giang, có luôn Hà Tiên. Mà mỗi một cái Hà Tiên thì nó lên tới rồi đi xuyên. Hà Tiên đi xuyên qua đâu, qua Hà Tĩnh, rồi giống như Hà Nam, Bô Xê Lam. Đó, Hà Nam, Bô Xê Lam đi qua chỗ khác. Đó là một và những cái đó, những cái miếng hài của em anh rất là thích. Rồi chẳng hạn như cái gì tên bơ ly, rồi em thích bơ dầm. Và anh và em lúc nào cũng vậy đó Quân. Anh với anh Đồng Sơn và có thể là chị Hồng Đào không có lạ gì với em nữa. Lúc trong cuộc thi tiếng hát em cũng đem một cái làn gió mới, em lúc nào cũng muốn làm một cái gì đó mới, cái gì nó lạ. Thì đương nhiên khi mình làm một cái mới, cái lạ thì nó chưa có hoàn hảo lắm, nhưng mà giống như vậy nó tiếp nhận được. Và khi mình làm một cái mới, cái lạ thì đương nhiên mình phải xây dựng từ từ nữa. Nhưng một cái điều mà thích đó là lúc nào cũng phải mới và lạ. Và với cái đó và với cái message em đem đến, một câu chuyện có thật, có riêng mình, anh rất xúc động. Tại vì
ba của anh mất khi anh trong mùa dịch nên anh không có được về. Cho nên nhìn thấy hình ảnh của Trinh đó thì anh ấy nó hay lắm. Dạ. Nói gì nữa, khen quá rồi. Hậu chê có chút xíu à. Khen nhiều vậy là phải cho một mặt cười. Dạ, đã có được ba mặt cười rồi. Dạ. Bây giờ người cuối cùng, chàng trai Huế. Em xin mời giám khảo Quang Lê ạ. Trời ơi, lấy lòng bằng giọng Huệ chứ. Cảm ơn Hồng Quân ngày hôm nay. Anh rất là thích tiếng mục của em. Anh sẽ cho em điểm ngay bây giờ nè. Cho số điểm rất là tuyệt đối. Wow, vậy là chúc mừng Hồng Quân. Em cảm ơn. Em chính thức bước vào vòng chung kết. Chúc mừng em. Anh cảm ơn. Em sẽ cố gắng tiếp thu và lắng nghe những chia sẻ và nhận định của ban giám khảo để tiếp tục phát triển bản thân tốt hơn. Dạ, em cảm ơn rất nhiều.